Đây là chiếc xe Future 2 của khách nha anh em, khách mới mua ba mấy triệu nhưng mà nó dọn cũng nửa mùa anh em ơi, về tháo ra máy nát bét hết trơn rồi. Thì lúc đầu chị định thay bụng giữa thôi, sao thấy cái lòng nó có thai Đây là chiếc xe Future 2 của khách mình mua lại. Xe thì người ta dọn sẵn nhưng mà dọn đồ chưa tới. Dọn nói chung về là làm lại hết cũng như không à. Xe này mà khách mua bị lầm rồi nè, ba mươi mấy triệu mà máy thì nát rồi. Bởi vì nói tới chiếc xe dọn á, thì dọn quan trọng nhất vẫn là cục máy. Khi mà anh em dọn lên chiếc xe mà anh em định mua xe mà đã dọn sẵn á, thì thứ nhất mình xác định xe đó mua về mình đi luôn hay là xe đó mua về làm lại. Nếu mà mua xe làm lại thì mua xe nát luôn về mình làm lại. Còn xe mà nó dọn nửa mùa kiểu này thì anh em về tốn tiền rất là nhiều. Thứ nhất là thấy đầu lòng dên là đã thay nè, bụng giữa cũng phải thay nè. Khách mình giờ lúc đầu là dự định thay bụng giữa thôi, thay bụng giữa này, bụng giữa của phương hai tháo ra nè, đó nồi số đồ dên đồ banh hết rồi, lòng mình có thay. À, lúc đầu chỉ định thay như đây thôi, bây giờ mở ra lòng có thay luôn, bây giờ thay luôn đầu lòng. Dây điện thì nó cũng te tua rồi, chơi sạc của Attila luôn, sạc này cũng thay luôn. Này thì chủ cũ nó mới lên được cái đồng hồ à, chứ chưa có khoét mắt độc. Bây giờ bắt buộc khách mình cũng phải đi khoét mắt độc để cho cái lên đồng hồ. Chứ có đồng hồ mà không có báo xăng, không có báo gì hết thì cũng kỳ. Báo ra nè, lòng là lòng neo, còn cái đầu là đầu rim 125 mà đời 2018. Khách chịu chơi luôn, vừa thay luôn này. Đầu lòng chuẩn bị lên xe cho khách nha nè, lòng rim 125 đầu 2022. Ở Long Xuyên lên đây nè, từ Long Xuyên lên mình khoảng 60 cây á. Còn đây là nồi trên số đó, nguyên cái bụng này đưa lên xe khỏi phải làm gì. Tại vì anh em mua làm bố hãng thì cũng 2 triệu mấy nếu mà thay bộ nồi á, hãng á. Nhưng mà nhiều anh em gắn vô rồi chạy được tháng hay tháng thì nó có hiện tượng số cũng vậy. Chơi nguyên cục này lên xe luôn. Bây giờ mình quay sơ thôi, tí nữa khi mà hoàn thành thì sẽ quay cho anh em xem tiếp. Đưa nguyên cái bụng giữa rim 125 vô nè, ô bụng giữa nồi dên số 2022 nha nè. Bụi nè, máy này đi luôn nguyên cái bụng giữa rim 125 nè, từ nội số dên lớp giữa bơm nhớt. Lên máy xong rồi anh em, đầu lòng với lại bụng giữa đi 125 lên xe Future 2. Chơi yên mới luôn à, yên đẹp kẹt tay không? Cái này cái mút đó, ngồi yên mong. Đây là gáp xong máy luôn rồi nè, hoàn chỉnh rồi. Và gắn càng luôn nè, càng thử chơi không? Càng kim 125 là gì đây nè, kêu là nghe đã. Cái bệnh để vô nó, bệnh thì nó không cầm hơi, để vô nó không sạc, chạy nó sạc nó được. Mình vô bụng giữa xong rồi khoét mắt độc luôn nghe nè, mắt độc báo số km đồng hồ điện tử luôn. Chung chú này ông mua xe giá nó cũng hơi căng, ba mấy triệu mà khu 2 nó dọn chưa tới, nó dọn kiểu lập dập á, về giờ phải bụng giữa máy phải làm lại hết, đi lại đường dây điện luôn. Chú nãy giờ nghe tiếng máy là thấy ok phải không?
Dạ. Đây là sau khi lắp bộ bụng giữa đầu lòng cho khách xong rồi nè, chuẩn bị đóng gói mấy cái đồ mà của khách dư ra để cho khách trở về nha anh em. Đó. Thì cảm ơn anh em gần xa đồng hộ nha. Anh em giờ biết tiếp theo. Xin chào anh em.